Alo mọi người, alo nha. Thì hôm nay có điều rất là cái gì là đặc biệt với đối với HD chúng mình. Thì hôm nay là mình chính thức được nhận một cái bill, một cái thư gửi từ Google AdSense. Rồi, đấy là mình nghĩ là đây là cái mã pin xác nhận của cái YouTube của mình, bởi vì YouTube của mình là đạt khoảng 10 đô là nó sẽ gửi cho mình một cái một cái thư kèm mã pin để mình kích hoạt cái tài khoản. Đấy rồi cứ hàng tháng mà đạt khoảng 100 đô đổ lên là nó sẽ gửi tiền về tài khoản của mình. Ok, và mình sẽ tiến hành xem bên trong này bức thư này có cái gì nha anh em. Đây, đây là mình chưa kịp ghé. Đấy, mình mới thôi bóc ra thôi. Và mình bây giờ mình sẽ mở nó ra xem. Đây là bóc cạnh bên bên trước. Đấy là mình sẽ bóc cái cạnh bên. Wow. Đấy, cạnh bên này đó mình sẽ bóc. Ok. Và mình sẽ mở bên trong thử xem có gì. Ôi trời. Quá trưởng. Gửi thư cho mình mà không có gì anh em ạ. Má chả nhẽ tôm mình à. Rõ ràng là Google ăn xem. Gửi đúng địa chỉ. À để mình bóc ra xem bên trong này có cái gì. Mình bóc hẳn ra. À hình như là có cái gì đây. Wow. Mình nhận được một cái đây bức thư nó in hẳn cái bìa luôn. Mình lại cứ tưởng là ở trong là có ruột. Nhưng mà rất tiếc là không có ruột. Google AdSense. Mã số nhận dạng cá nhân của bạn là. Đấy. Nó hướng dẫn các bước 1, bước 2, bước 3, 4. À, đây là mã pin. Ok, mình sẽ mở cái mã pin này lên. Mình sẽ mở máy tính lên và mình sẽ kích hoạt cái mã pin này xem cái trạng thái tài khoản của mình sẽ như thế nào nha anh em. Ok. Theo mình. Cái góc làm việc của mình nó hơi bừa bộn chút anh em thông cảm. Mình sẽ mở máy tính lên. Để mình nhập cái mã pin này vào. Mình sẽ làm theo hướng dẫn của nó nha anh em ạ. Bước 1, đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn tại VDUP google.com AdSense đó. Ok. Mình sẽ vào cái link này. Mình sẽ view cho các bạn xem cái tài khoản của mình. Đấy, có nghĩa là lúc mà mình chưa gửi được cái bill về thì cái tài khoản của mình khoảng 13,27 đô. Và mình sẽ tiến hành kích hoạt mã pin. Thanh toán của bạn hiện đang bị giữ do chưa xác minh địa chỉ của mình. Nhập mã pin. Ok, nhập mã pin, mình sẽ nhập vào ô mã pin ở đây. Xin lỗi rằng nếu như bạn nhập sai quá 3 lần thì việc phát quảng cáo sẽ bị tạm ngừng. Ok, mình sẽ nhập mã pin nha anh em. Đấy, đối với các bạn thì một số người thì cơ bản là Google AdSense này không có cái gì gọi là đặc biệt lắm, nhưng mà đối với mình nó rất là nó rất là ý nghĩa nha các bạn. Bởi vì kênh mình làm bây giờ đã được bắt đầu, đã được chính thức thanh toán rồi. Tháng 3 vừa rồi là mình được khoảng 13,27 đô. Thì với kênh của mình khoảng thời gian rồi là mình được 38,93 đô nha mọi người. Đấy, 38,93 đô. Thì cơ bản là khá là tuyệt vời rồi. Đấy, và mình hiện tại đang kích hoạt được cái Google AdSense. Đó. Và hy vọng là tương lai là mình sẽ kiếm được thật nhiều đô để mình có thể thanh toán và mình review cho các bạn là tháng đầu tiên mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền. Ok. Vừa rồi là mình đã test thử cái map pin của Google AdSense và cũng là lần đầu tiên mình được nhận thư từ YouTube nha các bạn. Thì cảm thấy rất là mừng, rất là phấn khích. Thì hy vọng là tương lai không xa mình sẽ nhận được một cái bức thư khác. Đó là mình đã được thanh toán lần đầu tiên. Và mình sẽ review cho các bạn xem thử lần đầu tiên là mình nhận được tiền YouTube là bao nhiêu tiền và cách nhận tiền như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và nhớ nhấn like, subscribe kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Hy vọng một tương lai không xa mình sẽ là trở thành YouTuber triệu sub. Ok.